bản tuyên bố chung của Thượng đỉnh Liên Triều điểm báo Tổng thống Cộng hòa Triều Tiên Nam Triều Tiên Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức là Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã họp Thượng đỉnh Liên Triều tại nhà Hòa Bình. Trong cái thời khắc chuyển giao lịch sử quan trọng trên bán đảo Triều Tiên phản ánh khát vọng lâu dài về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất của người dân Triều Tiên, Tổng thống Cộng hòa Triều Tiên Nam Triều Tiên Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã họp Thượng đỉnh Liên Triều tại nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm ngày 27 tháng 4 năm 2018. Hai nhà lãnh đạo trịnh trọng tuyên bố trước 80 triệu dân hai miền là Triều Tiên và toàn thế giới rằng sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và một kỷ nguyên hòa bình mới bắt đầu. Lãnh đạo hai nước chia sẻ cam kết chắc chắn sẽ sớm chấm dứt chia rẽ và đối đầu lâu nay từ thời chiến tranh lạnh, quyết tâm hướng tới một kỷ nguyên mới về hòa bình dân tộc, hòa bình thịnh vượng và cải thiện quan hệ liên triều và tuyên bố tại địa điểm lịch sử Bàn Môn Điếm. Chúng ta đã biết 65 năm, lần đầu tiên một lãnh đạo của Bắc Hàn đã đi qua cái làn danh của vĩ tuyến 38 và làm một cái cuộc bắt tay lịch sử. Thứ nhất là Nam và Bắc Triều Tiên sẽ nối lại quan hệ huyết thống của người dân hai nước nhằm đem lại tương lai thịnh vượng và thống nhất do người dân Triều Tiên lãnh đạo bằng việc tạo dựng mối quan hệ liên triều toàn diện và đột phá, cải thiện quan hệ liên triều nhằm đáp ứng khao khát của toàn dân tộc và sự cấp thiết của thời đại khiến cho mối quan hệ này không thể tiếp tục bị kiềm chế nữa. Trong cái phần một này đó, họ có ba phần, thì có những cái điểm nhỏ. Điểm thứ nhất, Nam và Bắc Triều Tiên khẳng định nguyên tắc tự quyết định vận mệnh của dân tộc Triều Tiên và đồng ý thúc đẩy thời khắc quyết định để cải thiện quan hệ liên triều bằng cách thực thi đầy đủ các thỏa thuận và tuyên bố hiện có mà hai nước đã thông qua. Thứ hai, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý sẽ tiến hành đối thoại và đàm phán cấp cao trong nhiều lĩnh vực và thực thi những biện pháp tích cực để đạt được các thỏa thuận đạt được tại Thượng đỉnh. Và điều thứ ba là Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý thiết lập một văn phòng tùy viên chung với đại diện thường trú của cả hai bên đặt tại Gyeongsang để có thể cung cấp tham vấn xác thực giữa hai chính phủ cũng như là thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa hai nhân dân hai nước. Thứ tư, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý khuyến khích hợp tác trao đổi, thăm hỏi và liên lạc ở tất cả các cấp một cách tích cực hơn nhằm hồi sinh tinh thần hòa giải và đoàn kết dân tộc. Ở Triều Tiên, hai bên sẽ khuyến khích bầu không khí hòa bình và hợp tác bằng cách tổ chức các sự kiện chung của hai nước như ngày 15 tháng 6 với sự tham gia của chính phủ, quốc hội và các đảng phái chính trị và các tổ chức dân sự. Trên bình diện quốc tế, hai bên nhất trí thể hiện sự đoàn kết, trí tuệ và tài năng chung bằng cách cùng tham gia vào các sự kiện thể thao quốc tế như Đại hội Thể thao Châu Á 2018. Thứ năm, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý nhanh chóng giải quyết các vấn đề nhân đạo do việc chia đôi đất nước gây ra và sẽ tổ chức cuộc họp Hội chữ thập đỏ Liên Triều để giải quyết nhiều vấn đề bao gồm việc đoàn tụ các gia đình ly tán. Trên tinh thần đó, hai bên đồng ý đẩy mạnh chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán nhân dịp đánh dấu ngày giải phóng dân tộc 15 tháng 8 năm nay. Thứ sáu, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tích cực tham gia các dự án mà hai bên đã ký kết trong tuyên bố ngày 4 tháng 10 năm 2007 để thúc đẩy sự cân bằng về phát triển kinh tế và thịnh vượng chung cho dân tộc. Bước đầu, hai bên đồng ý tiến hành các bước đi thiết thực hướng tới một việc kết nối và hiện đại hóa các tuyến đường bộ và đường sắt dọc theo hành lang và vận tải phía đông và giữa Seoul và Sinuiji. Một thứ hai lớn, Nam và Bắc Triều Tiên cùng nỗ lực hạ giảm căng thẳng quân sự và loại trừ nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Phần 1 trong mục 2, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch trên bộ, trên không và trên biển.
là những nguyên nhân gây ra căng thẳng quân sự và dẫn đến xung đột. Trên tinh thần đó, cả hai bên đồng ý biến khu phi quân sự thành khu hòa bình bằng một quyết tâm thực sự, bắt đầu bằng việc chấm dứt mọi hành động thù địch, bao gồm việc chấm dứt phát thanh tuyên truyền, giải truyền đơn tại khu vực dọc theo đường phân ranh giới quân sự, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, thưa quý khán giả, tức là ngày mai. Phần 2 trong mục 2, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý lập kế hoạch biến khu vực xung quanh đường biên giới phía Bắc ở biển Tây thành vùng biển hòa bình để tránh nguy cơ và va chạm quân sự ngoài mong muốn và đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt cá của ngư dân của cả hai miền. Mục 3, tiếp mục 3 của mục 2, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý xúc tiến các biện pháp quân sự để bảo đảm việc liên lạc, thăm hỏi, trao đổi và hợp tác diễn ra tích cực. Hai bên đồng ý tiến hành các cuộc gặp thường xuyên giữa các giới chức quân đội hai nước, bao gồm các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng để có thể đối thoại và giải quyết ngay lập tức các vấn đề về quân sự giữa hai bên. Trên tinh thần đó, hai bên đồng ý tiến hành các cuộc đối thoại quân sự đầu tiên ở các cấp tướng lãnh vào tháng 5. Và mục 3 là mục cuối cùng. Nam và Bắc Triều Tiên sẽ tích cực hợp tác để thiết lập một nền hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Việc chấm dứt tình trạng đình chiến bất thường hiện nay và thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là một sứ mệnh lịch sử không thể trì hoãn hơn nữa. Mục 1 trong cái mục 3. Phần 1 trong cái mục 3, Nam và Bắc Triều Tiên tái khẳng định hiệp ước không có những hành động thù địch nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí dưới bất cứ hình thức nào và đồng ý tuân thủ chặt chẽ hiệp ước này. Phần 2 trong mục 3, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý giải trừ vũ khí theo từng đợt ngay khi căng thẳng quân sự hạ giảm và tạo được những bước tiến vững chắc trong việc tạo dựng niềm tin quân sự giữa hai bên. Phần 3 trong mục 3, vào dịp đánh dấu 65 năm hiệp ước đình chiến, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý thúc đẩy các cuộc gặp ba bên gồm có hai miền Triều Tiên và Mỹ, và có thể là một cuộc họp bốn bên để bao gồm cả Trung Quốc để đi đến tuyên bố chấm dứt chiến tranh, thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn. Phần 4 của mục 3, Nam và Bắc Triều Tiên xác nhận mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, tiến tới một bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân. Nam và Bắc Triều Tiên chia sẻ quan điểm rằng các biện pháp do Bắc Triều Tiên khởi trước rất có ý nghĩa và thiết yếu cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng ý thực thi vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong vấn đề này. Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tích cực mưu tìm sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đồng ý và thông qua các cuộc họp thường xuyên, các cuộc điện đàm trực tiếp, sẽ tiến hành các cuộc đối thoại thường xuyên và thẳng thắn về những vấn đề quan trọng của dân tộc, củng cố lòng tin lẫn nhau để tạo dựng động lực tích cực cho quan hệ Triều Tiên cho quan hệ liên Triều nhằm đem lại hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Trên tinh thần đó, Tổng thống Moon Jae-in đồng ý đi thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại bản môn điếm bản tin của VOA. Và bên Mỹ, thưa quý khán giả, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng rút lực lượng Mỹ ra khỏi Nam Triều Tiên để cho hai bên đàm phán với nhau. Và trước cái tin này, tôi rất phấn khởi. Và tôi nghĩ rằng tại sao đất nước của chúng ta 43 năm, chúng ta đã thống nhất đất nước, mà giờ này chúng ta hãy còn có những cái chăn trở, lẽ nhiên từ những người ở hải ngoại, ở trong nước thì chẳng còn ai nữa mà gọi là quan tâm cái chuyện này. Tôi biết lãnh đạo Việt Nam, an ninh Việt Nam và quân đội Việt Nam họ rất tự tin. Và tự tin chắc chắn rằng không có một cái thế lực nào, dù là được
ai đó ở bên nước ngoài yểm trợ vẫn không có thể làm gì được lãnh đạo, quân đội, công an và nhân dân Việt Nam. Tôi khẳng định điều đó. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Thuận. Những cái bản tin như thế này, thưa quý khán giả, đã làm cho tôi khóc. Tôi khóc cho đất nước của người ta được thanh bình, cho dân chúng người ta được sẽ được bắt tay với nhau. Mà chúng ta có 43 năm mà chúng ta không có làm được cái chuyện đó. Thù hận đã mang lại những cái gì? Cái tuổi ngày của chúng ta càng ngày càng cao. Con đường đi tới nghĩa trang nó càng ngày càng gần. Tại sao chúng ta không bỏ tên tích, bỏ qua những cái chuyện đó đi? Và ngay ở trong nước nữa.